Kính thưa quý vị, vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước từ lâu đã được biết đến là điểm tham quan sinh thái hữu tình, nơi trải nghiệm khám phá nhiều điều kỳ thú từ thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng cho vùng đất và con người nơi đây. Đến với vườn quốc gia Bù Gia Mập, du khách còn có thể hòa mình trong các trò chơi, câu cá giải trí, check-in nhiều cảnh đẹp cùng thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ. Tuy nhiên, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng khám phá hành trình đặc biệt ở vườn quốc gia Bù Gia Mập khi màn đêm buông xuống. Khi màn đêm buông xuống, vườn quốc gia Bù Gia Mập khoác lên mình một tấm áo huyền bí, mời gọi những trái tim yêu thiên nhiên đến khám phá. Hành trình bắt đầu với hoạt động đốt lửa trại, nhảy múa cồng chiêng của người đồng bào Stiên nơi đây. Tiếng cười, điệu nhảy hòa cùng tiếng nhạc truyền thống của đồng bào Stiên nhưng mang chúng ta trở về với những giá trị văn hóa lâu đời, đậm chất núi rừng Bình Phước. Khi càng về đêm, nhiều bạn trẻ đam mê khám phá được nhân viên trong rừng hướng dẫn, mang trang phục và đeo đằng pin để vào trong rừng soi cá hay soi thú đêm. Khung cảnh này thật sự mang lại một cảm giác yên bình và đầy mê hoặc đối với nhiều du khách. Nói chung là những người thường đi với tôi là thường là cái lớp trẻ, ít trải nghiệm. Chứng kiến gặp được thú thì nói chung là cũng có thời lúc gặp lúc không. Mà thấy được thú, người ta rất chi là vui mừng. Do đặc thù là rừng nhiệt đới, nhiều dây leo bụi rậm làm khuất tầm nhìn, nên việc thú xuất hiện trong rừng chỉ có thể dễ dàng nhìn thấy tại các bãi cỏ có tầm nhìn rộng. Nếu may mắn, du khách sẽ nhìn thấy nai, hươu, chim. Còn nếu không may mắn, thì đó cũng là một sự trải nghiệm không bao giờ quên và cũng là động lực cho cuộc hành trình chinh phục tiếp theo. Đây là lần đầu tiên mà mình đi xem thú đêm mà lại đi bộ. Bước trên những cái lá nó lao sao cũng rất là hay. Rồi khi mà ngẩng lên trời cao thì nhìn thấy đến cả trăm ngôi sao sáng cũng rất là đẹp, cái cảm giác rất là thú vị. Thì đối với lại khách mà ngủ trong rừng thì cái tổ hậu cần sẽ phục vụ cái việc mà gùi đồ, nấu ăn và chuẩn bị các cái đồ ăn cũng như là các cái đồ hạ trại cho 2 ngày 1 đêm ngủ ở trong rừng. Khám phá vườn quốc gia Bù Gia Mập về đêm không chỉ là một cuộc hành trình vào thiên nhiên hoang dã mà còn là cơ hội để hòa mình vào những giá trị văn hóa, những trải nghiệm mà chỉ khi màn đêm buông xuống chúng ta mới có thể cảm nhận được trọn vẹn. Đây thực sự là một chuyến phiêu lưu không thể bỏ lỡ cho những ai yêu thiên nhiên và muốn tìm hiểu về cuộc sống muôn màu. Tour đêm trong các rừng quốc gia là một lựa chọn độc đáo gần đây và chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khác biệt, nhất là khi chúng ta được khám phá đời sống của hệ động thực vật mà trong điều kiện ban ngày du khách có thể khó nhìn thấy.